Nhưng thực sự ra đó chỉ là một cơn mộng thôi. Cho nên không không có cái gì khác hơn là một cơn mộng. À, nó vậy. Nếu rung động quá chậm thì mình thấy nó có vậy đó. Nhưng mà đối với ở trong cái cặp mắt của những cái người mà đạt đạo hoặc là Phật, Bồ Tát bên trên, ta nhìn ta thấy như là cơn mộng thôi. Chúng sanh đang hoàn hoại trong cơn mộng. Bây giờ chỉ cần thức tỉnh mà vượt ra. Cần tỉnh cơn mộng là tự nhiên cái mộng nó tan biến liền. À, thì chúng ta sẽ thấy Tây Phương Cực Lạc hiện tiền trước mặt. À, chỉ cần tỉnh cơn mộng. Rồi thì tiếp tục tu học một lúc nào đó. Khi mà đúng ngày giờ cái cơ duyên tới, cái xác thân này bỏ lại, thì nhất định là cái phần tâm linh của chúng ta được chiêu cảm về cõi của A Di Đà. Cái xác thân này là mộng huyễn mà. Mình giữ nó đây để làm gì? Ở trong này nó chứa đầy bao nhiêu những cái ô trược, bao nhiêu những cái nghiệp lực, những cái dục vọng, tất cả những cái gì nó đều nằm ở trong này đó. Mà chúng ta cần ôm nó chặt chừng nào đó, thì chúng ta bị là nó xoay chuyển, bị nó rỉ xuống ở trong tam đồ lục đạo, rồi chúng ta mãi mãi ở trong này thôi. Cho nên Đức Đại sĩ dạy chúng ta rằng phải nhìn tất cả những cái gì tạo tác của chúng ta trong quá khứ, nó đều là một cơn ác mộng, đều là cơn ác mộng. Chị vị có nhớ cái câu mà nó biến thành câu ca dao, nhưng mà tôi thấy rằng đây là một cái gì mà đạt đạo đã làm ra. À, đêm khuya ra đứng bờ ao, trông cá cá lặng, trông sao sao mờ. Buồn trong con nhện dân tơ, nhện ơi nhện hỡi nhện chờ đợi ai. Chị vị thấy khi mà một cái phần tâm linh từ ở trong cái cõi thanh nhẹ đến thế gian này để học hỏi tiến hóa, à là bị luôn luôn lúc nào cũng bị những cái gì, cái nghiệp lực của thế gian này nó bao bọc, nó chi phối, thì cũng giống như một người mà tỉnh cơn mộng buổi khuya vậy đó. Tỉnh giấc ra đứng nhờ nhìn bờ ao, đứng ngoài bờ ao nhìn, tức là trong thanh tịnh thì cái phần hồn, cái phần tâm linh của chúng ta có những lúc mà chúng ta nhìn thấy cái điều đó. À, thế thì đứng bờ ao đó, đứng nhìn trong cá cá lặng, trong sao sao mờ. Cá là cái gì? Tượng trưng cho những cái gì ở trong cái đời hữu vi vật chất này, của cái cõi này, trong cá cá lặng, thì tất cả những cái gì mà mình mong muốn, mình mong cầu cho nó tốt đẹp hơn, thì thấy làm như là không còn thấy nó nữa, nó mờ mờ mịt và đã mất rồi. Rồi trong sao sao mờ, trong sao là hướng về cái cội nguồn, từ đó mình ra đi thấy nó cũng mờ mịt rồi. Một chân linh mà đến thế gian này để học hỏi tiến hóa là như vậy. Có những cái giờ phút cô đơn thật sự nhìn thấy như vậy, thấy cả cái cõi đời này nó đều là mờ mờ ảo ảo, không có cái gì mà để chúng ta có thể bám víu vào được. Rồi trông về cõi nguồn xa xưa thì nó cũng không còn thấy nữa. Rồi buồn trống con nhện dân tơ, nhện ơi nhện hỡi nhện chờ đợi ai. Nhện là gì? Những cái cạm bẫy ở thế gian này. Đó. Nhìn đó, nhìn thấy tất cả những cái cạm bẫy, từ những cái thất tình lục dục, từ những chuyện này chuyện kia, những cái mà mình có thể tạo nghiệp đó, ở thế gian này, nó sẵn sàng, nó chờ đợi. Chờ đợi ai đấy? Phải chờ đợi ta chứ. Đến đó là cái bẫy nó sập lại, là mình vĩnh viễn ở đây, vĩnh viễn bị nằm ở trong cái cõi đời nó là ngũ trược ác thế này. Rồi mấy câu sau là
Đêm khuya ngắm dãy ngân hà, hướng về tinh đấu đã 3 năm trời. Đã. Tức là hướng dãy ngân hà là gì? Tức là hướng về cái cội nguồn mà thanh nhẹ giải thoát của mình ở trên kia. Đã. Đã 3 năm liền, như tôi nói chi vậy đó, cái chuyện tu của chúng ta đó, nếu mà chúng ta tu đúng pháp, thật sự tu đúng, là trong 3 năm. Cái đó là tại sao tôi không hiểu, nhưng mà cái luật lệ là trời định như vậy, biết không? Đó. Là gọi là tam niên thiên nhật hành tâm pháp, pháp giới cuối đường ta bước đi. Tam niên thiên nhật tức là 3 năm, là 1.000 ngày, phải không ạ? Nếu mà chúng ta hành đúng cái tâm pháp như vậy thì chắc chắn rằng cuối đường là ta sẽ, nên là cái cánh cửa tâm linh nó sẽ mở ra cho chúng ta. Cho nên cái một cái vị này khi mà người ta nhìn về trên kia đó, người ta nói rằng hướng về tinh đấu đã 3 năm, đã 3 năm liền, đã, tức là nghĩa là hướng về cái cội nguồn ở trên kia để mà tu học đã được 3 năm rồi. Đá mòn nhưng dạ không mòn, tàu khế nước chảy vẫn còn trớ trêu. Đá mòn có nghĩa là cái lời nguyện sắc son, dầu cho có bất cứ cái trở lực nào đi chăng nữa là nhất hướng để mà trở về. Đó. Thì ở trong cái pháp môn của chúng ta là nhất hướng chuyên niệm. Gì thế? Nhất hướng chuyên niệm phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm cầu sanh tới phương cực lạc. Đó. Tất cả chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Đến thế gian này để học hỏi tiến hóa. Học xong học thiện, học ác, học này, học kia đủ hết. Để chi? Để cuối cùng nó tạo ra một cái sự hài hòa tuyệt đối ở trong thân tâm của chúng ta, để lấy đó làm hành trang mà trở về lại cội nguồn của chúng ta. Đó. Rồi cái câu thứ hai mà Đức Mã Minh Đại Sĩ dạy chúng ta rằng: ưng quán hiện tại sở niệm chi pháp do như điện quán. Hồi nãy là quá khứ, bây giờ là hiện tại. Ngài dạy chúng ta rằng phải quán thông những cái gì mà chúng ta đang có đây, đang tạo tác đây, nó như là một lần điện chớp thôi, chứ không có tồn tại vĩnh viễn được. Như điện quang là như một luồng, một lần điện chớp. Cho nên ngay cái xác thân của chúng ta đây cũng như là một luồng điện. Mình thấy mấy mươi năm nó dài vậy, nhưng mà ở trong cái phần tâm linh người ta nhìn thấy nó thoạt lên giống như một cái làn điện thôi. À, thì khi mà nó tắt đi rồi thì chưa gì thấy rằng là nó không còn. Những hạn như bây giờ chúng ta đang có mặt ở đây, chút nữa rồi hơi thở ra mà không có hơi hít vô thì cũng đã trở nên người thiên cổ rồi, phải mà mất rồi. Như một lần điện chớp thôi. Cho nên khuyên chúng ta cái gì? Cái vấn đề ở đây đó là khuyên chúng ta đừng có bám vào những, quá vào những cái gì của hiện tại. Nghĩa là mình vẫn làm, vẫn sống, vẫn này kia là khác, nhưng mà cái tâm của mình đừng có chấp chặt vào đó quá. Chấp chặt vào đó thì mình khó mà có thể giải thoát được. Cho dầu chứ gì có tiền muôn bạc bẻ đi chăng nữa, khi mà Diêm Vương gửi cái gì Hắc Bạch Vô Thường đến thì nhất định là mình cũng phải đi thôi. Đó. Hay là một cái cơn vô thường, chỉ một cơn gió thoảng qua thôi thì đủ kết liễu cái đời sống của mình rồi. Vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch dân, sát na dị thế. Đã, trong kinh Phật dạy rõ ràng, vô thường thì nó không bao giờ hẹn cùng mình.
chỉ là một phút chốc thì nó chuyển qua đời khác rồi. Vậy thì cái gì là hiện tại đây? Nó không có cái gì hiện tại nữa, chứ đừng nói chi là nó chỉ nó biến chuyển luôn, liên tục. Chứ mình đang ngồi đây, mình nghĩ rằng mình có mặt ở đây, nhưng mà thực sự ra cái thân thể này nó biến chuyển từng giờ phút ở trong, từng cái tế bào nó vận chuyển, từng cái tế bào nó sanh diệt diệt ở trong, rồi đến một cái lúc nào đó thì kết thúc thôi. Đó. Rồi một câu khác là câu nói về vị lai, quá khứ hiện tại rồi vị lai. Ưng quán nhất thiết sở niệm chi pháp, ưng quán nhất thiết vị lai sở niệm chi pháp, do như phù dâm. Đó. Ngài dạy chúng ta rằng hãy nhìn thấu tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong tương lai, không? Mà do cái sự tạo tác của chúng ta, từ cái ý niệm tạo tác của chúng ta, thì nó cũng chẳng khác như là cái đám mây, mây trên trời thôi, nó vô định. Đó. Quá khứ thì như cơn ác mộng, hiện tại thì như làn điện chớp, vị lai thì nó chỉ như là một áng mây bay trên trời. Thì chúng ta còn lại gì đấy? Đó. Lục tự di đà để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó. Nếu mà chúng ta được sanh về cái cõi của A Di Đà, đó là cái đạo tràng của A Di Đà, rồi thì trước hết là chúng ta không còn cái sự bức bách của vô thường khổ đau nữa, để chúng ta tiếp tục cái cuộc hành trình tiến hóa. Mà tất cả quý liên hữu mà được sanh về trên đó là đều hóa sanh trong hóa sen nha, chứ không phải là mang cái thân mà nặng nề ô trược này nữa, được hóa sanh trong hóa sen, thân người ai nấy cũng trong sáng mà cũng thơm tho lắm. Mà mỗi khi mà ở đây mà chúng ta bắt đầu phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì trước giảng đường của A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc đều có bóng sen của mình, có tên của mình trong đó, chứ không phải là không có đâu. Đó. Tất cả mọi hiện tượng gì ở Tây Phương Cực Lạc đều là bất biến, nhưng mà chỉ có cái hoa sen đó thì nó có cái sự sanh diệt là do ở nơi chúng ta. Chẳng hạn như ở đây quý vị, quý liên hữu mà phát tâm niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định tên tuổi của mình ở tại hoa sen nó có, và có một cái đóa hoa búp bắt đầu mọc lên. Đó. Thì do cái sự tu hành ở dưới này, nếu mà chư vị tu giỏi thì cái bông sen đó càng lúc càng nở lớn ra. Rồi thì đúng ngày giờ A Di Đà mới đem cái hoa sen đó đến đây để tiếp dẫn chúng ta. Đó là của mình. Còn nếu những vị mà không có hoa sen ha, thì giả sử như mình suốt đời mình không biết tu, không biết niệm Phật gì hết trơn, để đến cái ngày mà sắp cuối cùng đó, thì được một vị thiện tri thức nào đến khai thị đó, thì mình nhất tâm niệm Phật, thì Phật mới cứu cái chân linh mình về cho vào trong cái hoa sen, thấy không? Đó. Thì phải ở đó 12 đại kiếp lâu lắm, thấy không? Thì mới lúc đó giờ mới qua khai kiến Phật được. Mà quý liên hữu, bây giờ mình đã biết được con đường đạo, mà đặc biệt là biết được cái pháp môn tu như thế này, thì chắc chắn rằng đó là chúng ta đừng bỏ qua cơ hội nhé. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi ở tại thế gian này mà quý vị thành tựu được, thì A Di Đà mang hoa sen tới để mà chúng ta cùng lên hoa sen trở về Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay tóm lược lại, trong một câu niệm Phật thực sự có giá trị, thực sự có cái chất lượng, là phải gồm 4 yếu tố. Yếu tố thứ nhất, không hồ nghi. Thứ hai là không xen tạp. Thứ ba, không gián đoạn. Thứ tư,
là chân thành tha thiết. Thầy xin chúc tất cả quý vị được thân tâm an lạc, và nhất định một ngày kia chúng ta sẽ gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thưa hòa thượng, con câu thứ nhì hòa thượng chưa? Dạ sao? Nào dạ. Lại Phật tội tội gì khá xa chưa hết? Dạ, mới có câu thứ nhất. Dạ. Thôi để câu thứ hai để kịp tới được không? Dạ, Dạ, hòa A thượng Di Đà nhớ Phật. rồi sao? Dạ. Đã đúng giờ là thầy xin. Dạ. Dạ. Dạ.